Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plants vs Zombies 2. Và nếu anh em nào thích video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thôi. Và nếu có thể hãy click quảng cáo để ủng hộ cho mình nhé. Rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục làm ở trong cái Battle Z và thực hiện tất cả các comment của anh em, những comment hay ho của anh em trong này. Trước tiên thì chúng ta đang cần phải đi kiếm thêm 3 game nữa để chúng ta có thể mua được cái cây Snapier. Đây rồi, phía dưới chúng ta sẽ kiếm thêm được 5 game nữa là chúng ta sẽ có 27 game. Thoải mái mà mua cây Snapier nha. Chỗ ấn vào trong này này và đi mua Snapier thôi. Snapier đây, 25 game thì được 10 mảnh của Snapier nữa. Mình còn thiếu đúng 10 mảnh thôi thì phải. 20 mảnh cơ, yes. Đủ luôn, thừa luôn anh em ạ. Wow, chúng ta thừa mảnh của Snapier rồi này. Mình ăn lóc rồi đấy. Tiếp tục có cái gì nữa không nhờ? Hết rồi. Mới này không cần phải mua tiền. Thật ra nếu mà muốn mua 329.000 được 100 electric này. Electric plant này, cộng thêm 10.000 coin này, cộng thêm 200 game này. Wow, nhiều thật. Cái này customer là cái thời trang anh em nhá, không phải là ấy đâu. 150 thì được tận 36 cái găng tay. Nếu mà mua cây ấy, thì chúng ta nên dành tiền cuối tuần. Chắc ngày mai mình sẽ mua một trong những cây này. Anh em hãy comment ý kiến những cây nào mà anh em thích phía dưới để mình có thể mua nha. Chắc là mua Kusnap thôi. Kusnap Dragon này cũng đẹp này. Grapper Sword này cũng khỏe này. Touch Goose này, nhiều cây lắm. Cây này đang bán đấy này, trong khoảng 6 ngày nữa. Parsnip, chúng ta sẽ được chơi miễn phí sử dụng Parsnip ở trên này. Mình cần chơi một cái basic neon nữa thì sẽ được cái một cái đầu lâu của cái phần màn neon, màn sàn nhạc nhảy này. Rồi, nó không yêu cầu một cái gì cả, thoải mái chơi đi thôi. Nó cho phép mình dùng bất kỳ cái gì cũng được. Cái này nó khá là dễ nhỉ. Chúng ta có thể hút sắt vào được này, hút sắt hút đầu con này vào được. Chúng ta sẽ sử dụng cây nam châm trước này là chắc chắn này. Nam châm sẽ kết hợp với đây. Chiến thuật của chúng ta thì vẫn là như vậy thôi. Chiến thuật là sử dụng cây bóng tối không được dùng nha anh em. Mấy cây plant bóng tối, mấy cây plant tạo săn không được dùng rồi. Cho mình 2.000 à. Hơi khó chơi nhỉ. Chúng ta sẽ dùng cái bowling đi, bowling cho nó khỏe. Có khi dùng wasabi nhỉ, wasabi khỏe mà. Bụt rất thấm luôn. Đấy. Mấy cây không đồng biết nó khóa hết. Không cho chúng ta dùng luôn đấy, không đồng này. Cây tạo săn này không được dùng này anh em. Bó tay. Có cây nào khỏe được không nhỉ? Mìn khoai tây này. Mình sẽ dùng cây này không? Cây đấm bốc à? Đây đây, cái min này, cái min thuộc họ đậu đây, cũng được anh em ạ. Tiếp tục có dùng cái gì nhỉ? Chắc chắn là dùng cái này rồi. Còn 3 cây nữa kìa. Chưa biết dùng cái gì bây giờ. Dùng một cái min tăng sức mạnh này cũng được này anh em. Min gai này cũng được này. Min nổ này cũng được này. Dùng toàn bộ min thì cũng được. Min lửa này. Đủ cả, tất cả có hết luôn. Dùng cái nào nhỉ? Mình cũng chưa biết dùng cái nào đây. Theo mình có lẽ như thế này là đủ rồi. Đủ sức để giết hết bọn nó rồi anh em. Rồi, let's rock anh em ơi. Chúng ta đặt cái bowling này nhiều một chút là được. 1, 2. Không biết là có đặt kia đủ wasabi trên phía trên không. Hy vọng là đủ. Chúng ta sẽ không có săn nha anh em. Như thế này sao đặt đủ wasabi nhỉ? Mình đang suy nghĩ sao đặt đủ wasabi đây. Đặt được 2 cây wasabi thôi. Chơi thôi, kệ nó. Có săn không nhỉ? Không biết là có săn không nữa. Đấy. Nảy chứ chết thôi. Xổi rồi. Sao mới vào được? Tốc độ cao lên nào. Gì bị sợ nhỉ? Cái gai này anh em. Đấy, lên nào. Xổi. Làm gì? Wasabi không cần cơ. Wasabi không cần cho vào đây cơ. No, bắn nó siêu khỏe cơ ấy. Ui rồi. Đốt lửa không? Cần đốt lửa được không? Đốt lửa lên anh em. Đốt lửa lên nào. Cả cái sàn nhạc nó thành ra như ấy rồi. Nổ nó anh em. Nổ chết hết luôn. Vãi lúa thật. Cho tận 2 hàng nha. Thoải mái đi. Chiến đi. Vào đây. Quá khỏe luôn. Nào, bắn thêm phát nữa này. Rồi sẽ cho cái hàng lửa ấy lên.
Sổ, wasabi còn không cần dùng cơ ấy. Mấy cái cây min không đồng giá khỏe quá. À đúng rồi, nó không cho săn luôn này. Chỉ cần hai hàng bowling thôi là đủ giết hết rồi. Cây gai ở đây nữa thì đúng là bó tay, không làm gì được. Rồi, chúng ta sẽ có... Chắc chắn nó sẽ thêm một cái đầu lâu nữa. Continue này, tiếp tục này anh em. Chúng ta sẽ có thêm một cái đầu lâu nữa ở phía bên này. Và chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Quest Complete này. Hoàn thành được thêm một cái đầu lâu nữa này. Đã xong. Ngày nào nó cũng sẽ cho rất nhiều nhiệm vụ luôn. Vấn đề là có đủ tiền để nâng cấp cây không hay thôi. Rất nhiều nhiệm vụ khác nhau. Mình sẽ chơi cái event này trước đi. Izanity à? Sis Panip này. Được tặng một cái ngôi sao 6 cánh. Cũng được. Nếu mà chơi đủ 6 trận của nó. Ôi khó chịu rồi, khó chịu rồi đây. Tại sao tôi lại dùng cây này nhỉ? Tại sao phải có? Nó còn cho không cho ở đây cơ. Ai chà chà, khó phết. Không phải đơn giản. Có lẽ em sẽ đặt ở phía trước nhỉ. Cạp đằng sau thôi. Chắc là vậy rồi anh em. Đấy 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 đấy. Chết luôn mà. Đây đây, ở đây phát. Giờ sấm sét phát nhỉ. Thử tăng độ lên cái nào xem là chơi như thế nào đây. Có lẽ phải đặt đằng sau anh em ạ. Từ từ thôi. Nó bảo nhanh thế. Làm sao mà tôi vào được đây? Làm sao phải đánh đây? Chưa biết sẽ đánh kiểu gì đây. Từ từ. Wow. Ui. Nhanh thế cơ. Đặt phía trước là hơi bị nguy hiểm nha anh em. Chắc chắn là đặt phía trước rất là nguy hiểm rồi. Đấy 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 đấy. Đấy 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 đấy. Từ từ thôi. Mình sẽ đặt tăng giáp cho cái này lên cho nó không thể chết được ấy. Đấy. Ok. Đặt phía trên này luôn đi này. Hết cây rồi. Nào này, có vào được không? Vấn đề là có vào được không ấy mới điều quan trọng. Mình cần thêm một cái plant food anh em ạ. Cần thêm một plant food nữa. Đây rồi. Cho nó ăn luôn. Đã xong. Đơn giản mà, không quá khó khăn. Thế nhưng thế như vậy. Đặt đây phát. Vào mắt, đố vào luôn đấy. Hệ thống phòng ngự của chúng ta rất là khỏe luôn. Xôi. Cắt hết. Pass nip. Cây nhưng hay ta nhờ. Rồi chúng ta sẽ kiếm thêm được một ít vàng ở đây. Một cái này bọc giáp luôn này. Bó tay luôn. Cắn mà gãy răng luôn đấy. Ok thì chúng ta sẽ chuyển qua đó chính là cái phần Battle Zen nha anh em. Đây, sẽ làm theo các comment của anh em. Và hy vọng là chúng ta chưa bị vượt qua. Không biết là đang ở top mấy đây. Có lẽ là vẫn đang ở top 1. Xem nào. Xem là chúng ta đang ở top mấy. Chúng ta đang ở top 1 và cũng gần bị đuổi kịp sát đít rồi anh em ạ. Mình sẽ làm theo cái comment đầu tiên nhá. Comment của bạn Đăng Block Shadowpeer Dustloper Moonflower hành tím. Anh cho ra Shadowpeer ăn full plan, mong anh đọc. Nhưng mà sao có 3 cây này? Có 3 cây rồi, 8 ấy được. Thì mình sẽ tiếp tục là dùng những cái nào hay ho một chút. Rồi mình sẽ dùng Shadowpeer này. Theo như đúng mà anh nói nha, Shadowpeer đó chính là Moonflower. Moonflower đâu? Dustloper đúng không? Dustloper là 3 cây. Đặt theo kiểu là ấy thôi mà. Tạo độc liên tục gì đấy. Có lẽ là như vậy. Rồi còn 2 cây nữa thì chúng ta sẽ sử dụng đó chính là cái nào nhỉ? Mình chưa biết dùng cái nào đây. Dùng cái này nổ đi, nổ liên hoàn đây cho cũng khỏe. Rất là ngon. Đấy, Let Rock này anh em ơi. Nhầm rồi. Anh cho Shadowbeer ăn full plan. Nhưng cái này là hành tím à, chứ trời. Cái này hơi thiếu cây rồi anh em. Thôi thì mình sẽ làm lại cái comment này sau. Comment này hơi ấy rồi. Từ từ cho slow đã, tính sau. Thật ra cái comment này cũng không cần phải đến Dustloper đâu anh em ạ. Đây như thế này. Như thế này là được rồi. Ok. Cần thêm slow thì sẽ có phía dưới kia ngay. Vấn đề là chúng ta sẽ rất là khó giết cái con gì nhỉ? Bóng bầu dục ấy. Con này khó giết lắm. Nào. Là đây gái nhỉ. Đặt thêm đây hệ thống phòng ngự chỉ có Shadow Pinsotter thôi, không cần nhiều. Nó sức mạnh mà. Lên nào. Nhanh nào.
đã luôn đó tất cả cái cây nổ luôn anh em ạ. Đây rồi. Đang có 3 cây nổ. Ở đâu? Nổ đi. Phí quá. Nổ hết rồi anh em ơi. Cố lên nào. Nó lao vào nhanh kinh khủng. Còn 9 giây anh em ơi, 1.000.000 rồi. Có nổ không? Có chết không? 1 giây. Vẫn được khoảng 1.100.000. Có lẽ cái chiếc kia là phải sử dụng cái cây. Được rồi, mình sẽ làm lại cái chiếc này nhá. Nó hơi bị lỗi một chút. Chúng ta sẽ có trận thắng tiếp theo này. Mình sẽ cần phải bỏ xa thiên nhiên này. Và không biết là ở trong cái Battle Z này thì chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu game đây. Nếu mà nhất chẳng phải hơn 100 game đấy. Kiếm game là dễ đúng không? Như vậy thì bỏ cái này đi này, không cần nữa. Chúng ta sẽ dùng cây hành tím ở đây. Hạ đúng theo như gì bạn ấy nói. Đấy, mình sẽ đặt gần đấy thôi, không cần phải đặt xa đâu anh em ạ. Đây nha. Đặt đây phát này. Ồ, cái này gần quá. Đặt đây phát này. Không, nhầm. Đặt hai cây ở giữa thôi. Đây, cây này và cây ở đây này, đã xong. Sau đó sẽ đặt full shadow và piercer ở đây. Rồi, sau khi đặt xong full serpentator, ta sẽ đặt đến mìn khoai tây full ở phía trên. Hơi lâu đấy anh em ạ, tại vì chúng ta sẽ cần cái này hồi cũng nhanh thôi. Chúng ta sẽ đặt nó gọi là liên tục. Có là đặt thôi, có là bắn cái bom sinh học, bom độc vào đây. Được rồi, hết rồi anh em ơi. Cuối nào, slow nó. Rồi ok, chúng ta đang cố gắng đặt cái này lên đã. Từ bình tĩnh. Ok. Rồi có lẽ là mình sẽ chuẩn bị đặt đi. Bắn đi. Ôi, đặt độc vào rồi anh em. Đấy. Đặt liên tục, đặt cả hai bên nhá. 1.700.000. Wow, 1.700.000 cho cái chiếc này anh em ạ. Gọi là cái sử dụng cái củ hành tím ấy cho tất cả vào đây và cho độc vào đây luôn. Bắn độc liên đọi luôn. Và kết hợp cả với cái nổ nữa là chúng ta được 1.700.000 nhá. Đây comment của bạn đăng block. Comment tiếp theo được tận đến 9 like của bạn là Tiến Trần. Anh em có chiến thuật hai hàng đầu, anh đặt full laser beam, rồi anh đem thêm min tạo giáp đúng rồi, blower, min nổ, min cổ đại đặt full hàng đầu của bên zombie. Anh vẫn còn sử dụng được combo cũ và plant food anh sẽ thường xuyên hơn nên không cần phải tiết kiệm. Rồi mình sẽ sử dụng cái comment này nha. Comment của bạn Tiến Trần à, bạn ấy thích đặt laser đúng không? Rồi, laser thì cũng được, không vấn đề gì cả. Thì thay đổi một chút thôi, không vấn đề gì. Nó vẫn là sẽ chiến thuật của chúng ta. Nào, chúng ta sẽ đặt cái laser beam ở đây ngay bây giờ luôn. 1.700.000 điểm cũng khá tốt đấy. Laser này, đâu nhỉ? Laser beam của chúng ta. Đây, laser mình đang cấp 4 nhá. Laser beam. Và chúng ta vẫn sẽ sử dụng cái min tạo giáp thôi. Min tạo giáp, blower. Vẫn phải dùng cái chiến thuật này, không thì cũng không ổn lắm nhờ. Min tạo giáp, blower này, bomber min và mì khoai tây và bomber min. Bomber min hiện tại có level 1 đấy. Nếu nó level cao hơn nữa thì nó còn khỏe cơ. Bây giờ dạng không thể nâng cấp được. Nào, laser beam, mặc áo choàng siêu nhân đỏ. Hay da, đẹp phết. Đặt đây. Ô, không full hai hàng được anh em ạ. Nên không full hai hàng được nha. Đấy như thế này. Chắc là full một hàng thôi. Có lẽ full một hàng thôi. Tại vì là
chúng ta sẽ không đủ tiền luôn. Tiền để đặt mìn. Tiền đặt mìn là hợp lý hơn, là tốt nhất. Đấy, như thế này. Như thế này có lẽ là rất là ngon, rất là tốt đấy. Rồi. Khá ổn. Mình thêm được 2 cây nữa anh em ạ. Ôi chứ, mặt này hơi xa. Không sao, không vấn đề gì. Vào đây phát. Ít cây thôi. Không là cũng hơi bị mệt. Nhiều quá, còn chưa kịp làm gì cơ. Chim bay, cỏ bay, các kiểu có là điều. Chỗ ra cái này đã, từ từ đã. Nhiều quá rồi. Kiểu gì cũng sắp ra cái bọn kia rồi, xem ơi, từ thôi. Đây. Nào, ra hết luôn. 2 triệu 6 luôn. Wow. 2 triệu 659 ngàn. Kỷ lục mới anh em ạ. Đây, kỷ lục mới chúng ta. Gần 2 triệu 7 luôn kìa. Wow. Vãi. Hôm qua là 2 triệu 3 thôi. Ui, phát cuối cùng mà thổi quá nhiều luôn mấy con zombie anh em ạ. Chưa được thêm 2.000 tiền này. À, 5.000 tiền chứ. Rất tuyệt vời luôn đấy. Wow. Chứ lần này rất là đã luôn. Cực kỳ đã tay luôn anh em ạ. Rồi thì chúng ta sẽ xem là phần thưởng của chúng ta ở cái phần bronze sẽ là 132 game, 4.800 coin và 60 cái kẹo. Cái là cày game không bao giờ là dễ hơn rồi. Mình phải lên được cái Raider này. Và sau mỗi lần đấy thì nếu mà nhất được 270 kẹo cơ. Thật sự là khủng khiếp nhờ. Bronze này, silver này, gold này. Cái gold này đã ngon lắm rồi này. 210 kẹo một lan. À 210 kẹo, 210 game chứ. Đấy. Ok thì chúng ta sẽ kết thúc này nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Plan Retro B2. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. 52 với 73 này. Khá cách biệt.